Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phàm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Tanit. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Tanit cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Flunarizine dihydrorid Tá dược, vừa đủ Công dụng Điều trị dự phòng cơn đau nửa đầu trong trường hợp các biện pháp điều trị khác không có hiệu quả hoặc kém dung nạp. Chống chỉ định Mẫn cảm với flunarizine hay bất cứ thành phần tá dược nào của thuốc có triệu chứng của bệnh Parkinson từ trước khi điều trị. Tiền sử có các triệu chứng ngoại tháp. Bệnh trầm cảm hoặc tiền sử có hội chứng trầm cảm tái phát. Liều lượng. Đối với người lớn dưới 65 tuổi và người lớn trên 65 tuổi, sử dụng 5 mg mỗi ngày, uống vào buổi tối, duy trì từ 4 đến 8 tuần. Lưu ý nếu trong thời gian điều trị mà xuất hiện các triệu chứng trầm cảm, ngoại tháp hay các biến cố bất lợi nghiêm trọng khác, cần ngừng dùng thuốc. Nếu sau 8 tuần điều trị không có sự cải thiện, bệnh nhân được xem như không đáp ứng với điều trị và nên ngừng dùng thuốc. Thời gian điều trị không quá 6 tháng. Khuyến cáo chỉ dùng cho bệnh nhân từ 65 tuổi trở xuống, nếu biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân cho thấy đáp ứng điều trị không đầy đủ, có thể tăng liều lên đến 10 mg mỗi ngày nhưng cần cân nhắc trong khả năng dung nạp thuốc của bệnh nhân. Đối với trẻ em, trẻ em từ 12 tuổi trở lên Đặc biệt trong trường hợp đau nửa đầu chưa được chẩn đoán xác định, sử dụng 5mg mỗi ngày, uống vào buổi tối, thời gian điều trị không quá 6 tháng. Tác dụng phụ. Thường gặp. Viêm mũi. Tăng cảm giác thèm ăn. Trầm cảm, mất ngủ. Ngủ gà. Táo bón, khó chịu dạ dày, buồn nôn. Đau cơ. Kinh nguyệt không đều, đau vú mệt mỏi. Do thuốc có thể gây buông ngủ nên cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Phụ nữ có thai, sự an toàn của Flunarizine khi dùng trên phụ nữ có thai chưa được xác nhận. Phụ nữ cho con bú, không khuyến khích cho con bú ở những phụ nữ đang sử dụng tanit. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Tanis, đồng thời biết cách sử dụng Tanis sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham